Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố mặt tiền đường số thuộc trục đường chính Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà được bố trí full nội thất ở các phòng ngủ nha. Full nội thất luôn, như là giường, tủ, quần áo, kệ tivi có hết luôn nha. Đây, chúng ta sẽ bố trí một mẫu mặt tiền rất chia đẳng cấp này, theo kiểu Cityland. Đây, chúng ta cùng xem lại gần nha. Đấy, với một lớp mái thái ở trên cùng. Và phía dưới này thì gia chủ cũng là một lớp mái thái nữa, là hai lớp mái thái song song với nhau này. Chúng ta được sơn giả đá cột màu xanh. Và bên hông thì gia chủ cũng đã chỗ cửa sổ ra rồi, rất đẹp nha. Với diện tích của nó là ngang 4, dài 20m. Và chúng ta cũng có thể sử dụng được khoảng với hè phía trước khoảng tầm 3m nha. Như vậy là nó lên tới 23m. Và giá chào bán của căn nhà phố này là 10 tỷ đồng, tròn luôn, 10 tỷ tròn. Đây, chúng ta sẽ có một mặt tiền đường số thuộc trục đường chính Phan Huy Ích, rất rộng dài. Có độ rộng mặt tiền này, độ rộng lòng đường là 8m. Và mỗi bên thì chúng ta có vỉa hè 2m nha. Thoải mái cho những gia đình nào muốn mua một căn nhà để kinh doanh, buôn bán, hoặc là mua để cho thuê. Đây, mặt tiền rất nhộn nhịp và sầm uất này. Đây, buôn bán rất nhiều ngành nghề nha. Spa cũng có này. Và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong này cũng có. Trường mầm non, các trung tâm mua sắm trong này cũng có luôn. Đây, rất nhiều quán này, quán cà phê, quán nhậu, quán ăn, đầy đủ hết luôn. Một mặt tiền đường số song song với đường như đường Bùi Quang Là, đường Nguyễn Tư Giản đấy, song song với mấy đường đấy. Nó nằm ở đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mời cả nhà cùng theo chân Hương bước vào sâu bên trong căn nhà phố nhà mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một khoảng vỉa hè rộng lên tới, dài lên tới 3m này. Đây, được ốp đá rồi, ốp gạch đá rồi. Và chúng ta sẽ được bố trí một lớp cổng sắt, bên trên thì lợp mái thái luôn. Ngang 4, dài 20m và xây dựng là 4 dài 17 trừ một khoảng 3m, 3m rưỡi sân đậu xe gắn máy. Đây, chúng ta sẽ xem mặt tiền ở một góc máy gần hơn này, rất đẹp và đẳng cấp nha. Với hướng chính là hướng chính bắc, phù hợp với những quý hàng nào thuộc hướng là Đông Tứ Trạch. Đây, chúng ta sẽ có một khoảng sân đậu xe gắn máy ở đây, dài khoảng tầm 3m rưỡi. Và gia chủ cũng đã bố trí cho mình một bộ cửa, bộ cửa căm xe rất đẹp. Và di chuyển vào trong bên này là khu vực gala ô tô. Ở đây thì anh chủ nhà anh đúc toàn bộ bê tông ở dưới tầng trệt luôn. Và ốp gạch nền nhà mình là gạch bóng kính 80. Chúng ta sẽ được gia chủ làm khoảng này rất dài này, lên tới 8m. Và thoải mái di chuyển xe hơi từ 4-5 hoặc là xe bán tải lên trên này. Bên tường thì gia chủ cũng đã dán gạch lên tường cao khoảng tầm 3m rồi, rất đẹp và lung linh. Và giá chào bán của nó là 10 tỷ đồng chẵn, vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà. Đây, chúng ta cùng xem trên trần này. Trần nhà mình là kiểu thạch cao cổ điển nha. Đây, rất ít hoa văn và có một đèn chùm cực kỳ đẹp và sáng này. Ngang 4, dài 20m và đã có sổ hồng hoàn công rồi. Đây, chúng ta cùng Hương di chuyển vào sâu bên trong. Ở đây thì chúng ta mua để cho thuê cũng rất tuyệt vời. Theo Hương nhận định là căn nhà này với giá cho thuê lên tới tầm rơi vào khoảng 35 triệu đồng. Và anh chị nào có hứng thú mua để cho thuê thì hãy nhanh tay liên hệ tới Nhà đất Bá Hưng nha. Ở đây thì gia chủ bố trí cầu thang là kiểu rẽ quạt, với trụ và tay vịn là gỗ đỏ nha, ốp đá hoặc cương. Đây, mặt kính
kính 10 ly. Và bên này thì sẽ có một bộ tủ rượu bằng gỗ sồi. Phòng bếp của nhà mình làm cao phòng khách khoảng tầm 15 phân theo đúng với phong thủy đấy. Chúng ta cũng được ốp một màu gạch 80 màu trắng. Cuối này là một bộ tủ bếp bằng gỗ đỏ này. Gia chủ đầu tư gỗ rất là đẹp luôn. Gỗ đỏ hết. Đây chúng ta có trần thạch cao, gỗ đỏ, ốp kính len tường, bên dưới thì ốp đá hoa cương. Và bên này thì chúng ta sẽ có một khoảng để tủ lạnh. Ngang 4 dài 20m và công nhận trong số là 80m2 đất. Chúng ta có thể sử dụng được lên tới là 4 dài 23m. Đấy, có thể sử dụng khoảng vỉa hè ở phía trước để buôn bán được. Cuối này là khu vực sân chơi. Căn nhà mình được bố trí full nội thất ở các phòng ngủ rồi nha. Đây, sân chơi của nhà mình đây. Và một nhà vệ sinh ở cuối tầng trệt. Đấy. Chúng ta cùng xem lại khu vực tầng trệt này. Một khu vực rất nhộn nhịp, chúng ta thấy xe máy và xe ô tô qua lại ở khu vực mặt tiền của nhà mình rất nhiều. Rất xuân ất và nhộn nhịp luôn. Cực kỳ sung để buôn bán nha. Đây chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực tầng lửng. Rất rộng rãi. Một căn nhà phố cực kỳ dài luôn, tới 20m. Xây mới. Và chào bán là 10 thì chúng ta vẫn còn thương lượng nha, mặt tiền đường luôn. Kinh doanh spa, kinh doanh đầy đủ mặt hàng như là spa này, tiệm tóc, tiệm buôn bán tạp hóa, hoặc là chúng ta cũng có thể làm quán ăn. Và cũng có thể buôn bán online. Rất nhiều mặt hàng cho chúng ta lựa chọn. Đây là khu vực tầng lửng nha. Tầng lửng của nhà mình vẫn được ốp màu gạch trắng thôi. Và bên này sẽ có một cái kệ tivi. Phía cuối là một cái tủ rượu có sẵn đường ống máy lạnh rồi. Bên này thì gia chủ dán một bức tranh dán tường mà đã thành công. Và cùng Hưng tiến lên khu vực lầu 2. Lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2. Nhà này thì có đầy đủ các công năng sử dụng như là vỉa hè này, sân đậu xe máy 3,5m, gara ô tô, phòng bếp, phòng lửng, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước, phía sau. Đây. Đây là khu vực phòng ngủ số 1, cửa vào là cửa gỗ cam xe. Đây chúng ta được bố trí full nội thất ở khu vực phòng ngủ này. Như là giường, tủ quần áo, kệ tivi, bàn trang điểm. Full nội thất 200 triệu đồng luôn. Sàn là sàn gạch 60, gạch giả gỗ nha. Đấy, phòng rất rộng rãi nha cả nhà ơi. Rất đẹp và thoáng luôn. Trước bên ngoài này là một khoảng ban công đúc 1,5m. Có rèm cửa rồi. Đây. Vị trí vô cùng đẹp để cả nhà mình mua để ở và mở văn phòng công ty. Cũng như là mua để kinh doanh cho thuê. Mua để đầu tư cũng được. Giá này rất là mềm đấy. Mặt tiền mà có 10 tỷ thôi. Đây, chúng ta cùng xem một khu vực nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh sẽ là cửa gỗ cam xe. Chúng ta được làm đầy đủ các thiết bị nhà vệ sinh này như là bồn cầu, bồn rửa tay, vách ngăn kính và vòi tắm hoa sen. Ốp gạch lên kính tường nha và có một cái quạt thông gió. Thiết bị nhà mình là hãng cao cấp Inox. Đấy, Inox chính hãng nha. Chúng ta cùng sang thăm khu vực phòng ngủ số 2. Ở giữa này thì anh chủ nhà cũng bố trí một cái tranh dán tường bãi biển, tạo chiều sâu và màu sắc đẹp hơn cho không gian bên trong căn nhà phố nhà mình. Đây vẫn là cửa gỗ cam xe này.
Đây, full nội thất như phòng số 1 nha. Đấy, tủ rất rộng, giường 2m2, có bàn trang điểm, kệ tivi đầy đủ luôn. Phía này thì có một cái cửa sổ ra giếng trời, xong giếng trời bằng inox này, đầu tư nội thất rất cao cấp. Và anh chị nào đang xem video thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới nhà đất Bác Hưng nha. Chúng ta đừng chần chừ mà không gọi cho Hưng. Với giá này thì theo Hưng nhận định là vẫn còn thương lượng một chút nữa, khoảng tầm vài trăm triệu nữa nha. Anh chị nào nhanh tay thì chúng ta sẽ sở hữu được một căn nhà mặt tiền, có thể kinh doanh buôn bán mà giá cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có 10 tỷ đồng thôi, cho thuê lên tới được 35 triệu đồng một tháng, chúng ta còn ngại gì mà không mua. Đấy, trong hẻm mà nó cũng lên tới 8 tỷ, 8 tỷ rưỡi, 9 tỷ rồi, mặt tiền chỉ có 10 tỷ thôi. Chúng ta đừng chần chừ nữa, đừng chần chừ nữa, giá này rất hợp lý, buôn bán cực tốt luôn. Đấy, chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2 này. Ở đây thì cũng bố trí full nội thất thôi, và chúng ta sẽ xem sơ qua thôi nha. Đây, nó cũng giống với là phòng ngủ phía dưới thôi. Đấy, mặt tiền, đường số thuộc trục đường chính Phan Huy Ích, nó thông từ trục đường Phan Huy Ích ra trục đường Phạm Văn Bạch, hai trục đường chính của khu vực phường 15 quận Tân Bình và phường 12 quận Gò Vấp luôn, nối huyết mạch giữa chợ Phạm Văn Bạch và khu vực siêu thị EMAX 2 đang được khởi công xây dựng. Và anh chị nào mua căn này thì sẽ có một tương lai rất là sáng ngời luôn, vì nó nối hai cái rất là phát triển đấy, theo Hưng là vậy. Siêu thị EMAX 2 đang xây dựng khoảng tầm 2 năm nữa là xong, và giá đất ở khu vực này cũng như là sự nhộn nhịp đông đúc ở khu vực này càng nâng cao lên. Đây, chúng ta xem khu vực sân thượng phía trước này. Đấy, chủ nhà làm rất có tâm, ốp gạch hết luôn, rất đẹp và thoáng rồi. Nhà thì làm cực kỳ chắc chắn. Ta vừa có khu vực phòng thờ rất rộng nha. Phía sau này là khu vực sân phơi và phòng giặt. Cửa nhôm xin pha hết. Ở đây thì anh chủ nhà cũng đã đúc bê tông toàn bộ, đúc hết luôn. Ít nhà nào mà đúc như vậy nha. Ba bên thì chúng ta được làm song sắt bảo vệ xung quanh và để lấy một chút gió vào bên trong, cực kỳ mát và thoáng. Đây, ốp gạch này làm rất cao cấp rồi, chỉ còn chờ quý hàng đến thăm và đặt cọc thôi. Và video của Bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà Đất Bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.